Xin chào các bác. Thì đây đã cập bến đủ hàng các bác nhé. Có màu đen và màu xanh. Thì hôm trước em đã có một cái video giới thiệu cho các bác con máy màu ép chuyên đánh súc kép bản màu xanh rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác bản màu đen. Mặt rất đẹp đúng không các bác? Các bác nhìn cái mặt này, đẳng cấp đúng không? Mặt rất đẹp. Đấy, máy này các bác này. Trời ơi, nguồn vĩ đại luôn. Đều chạy MZL hết các bác nhá. MZL 21194 và MZL 21193. Thì MZL đối với 6 công suất thì MZL bây giờ là công suất gần như là lớn nhất trong các dòng Chanitor để cho những con máy cần TD hoạt động các bác nhá. Đấy. Thì đây, ở đây thì nó sẽ còn phân thúc ở đây nữa. Thì nó che vào để nó hút gió của cả cái mạch này nó mạnh hơn các bác ạ. Đây, có là TD tụ đây, 8 tụ, máy rất đẹp, rất chất. Đây. Nhiều bác hỏi thông số thì em cũng cho các bác xem cái thông số của nó. Catolo này thì cả cái máy này, mặt này và mặt kia thì nó dùng chung một quyển Catolo thôi. Đây, em thấy nó chỉ dùng chung một quyển Catolo này. Đây, thông số đây. 8 ohm 2002 này, 4 ohm 3002 này, 2 ohm 4004 này. Nhưng mà nói chung là em không khuyến cáo các bác đánh 2 ohm nhé các bác nhé. Không khuyến cáo những dòng máy như này đánh 2 ohm. Bởi vì sao? 2 ohm nó rất nóng. Nó nóng thì nó sẽ rất dễ gây đến tình trạng hỏng. Các bác nhé, không khuyến cáo, đánh 4 ohm thôi. Đấy, đánh 4 ohm mình cứ đánh một cặp súc kép là thoải mái. Đấy, Bright 6000. Đấy. Đây, thông số để các bác có thể tham khảo. Nặng 37.5 kg, có nghĩa là cái máy không thì nặng 37.5 cân, còn cả hộp của nó là 39 cân. Đấy, 39 cân. Các bác có thể tham khảo thông số để lựa chọn để đánh làm sao nó phù hợp. Như con này em đã bán thì có những bác chơi súc kép cua 151 cùng 151, cùng 152 đánh cũng rất là vô tư thoải mái. Lên riêng con này em bao cho các bác đánh súp vô tư luôn. Thích đánh súp kép loại gì 40, 50 thoải mái. Đấy, súp kép 60, cùng 115 đánh vô tư cho các bác. Các bác nhá. Bao các loại súp kép ở trên thị trường. Máy rất là chất, mặt đẹp đúng không? Mặt nó đẳng cấp. Mặt này quá đẳng cấp luôn. Mà cái giá thì em để cho các bác nó rất là yêu thương thôi. Rất là yêu thương. Đây cổng sau này các bác này, cổng sau này. Sao nó làm rất là xịn luôn, dây nguồn to rất xịn. Con này em để cho các bác với giá là 12.500.000 một chiếc các bác nhá. 12.500.000 một chiếc, giá tốt nhất thị trường cho các bác luôn. 12.500.000 một chiếc. Còn bác nào còn lấy được số lượng thì em sẽ có giá êm hơn cho tất cả các bác để các bác về đi lắp đặt cho anh em đấy. Lấy số lượng nhá, chứ còn lấy một chiếc thì bảo có giá, giá thợ thì nói thẳng luôn em không bán. Số lượng như thế nào? Số lượng từ 3 chiếc, từ 5 chiếc và nhắn Zalo cho em. Nếu mà các bác chứng minh là các bác cửa hàng, là thợ lắp đặt thì em sẽ có báo giá tốt cho các bác. Còn các bác khách lẻ bình thường thì bọn em sẽ bán cho các bác với giá là 12.500.000 em bao ship. Cái giá đấy là không mặc cả nữa các bác nhá. Không mặc cả nữa. Vì đấy là cái giá bọn em đã có hỗ trợ phí vận chuyển cho các bác rồi. Đấy, nên giá đấy nó rất là hợp lý so với thị trường. Với con máy như này so với thị trường. Đấy, và hàng mới thì bọn em bảo hành cho các bác 1 năm các bác nhá. Như hàng này em bảo hành cho các bác 1 năm nên các bác yên tâm các bác về các bác dùng thôi. Đấy, nó đẹp, nó chất như thế này cơ mà. Còn gì mà phải suy nghĩ mà phải năn tăn nữa hả các bác? Đúng không? Quá đẹp. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ.